Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, năm 2023, được ơn trên thương tình, ban cho cơ hội, tiền nong rủng rỉnh, sung túc ấm no bên gia đình, nếu biết nắm chắc điều này. Rất vui khi được chào đón quý vị khán thính giả đang đón xem chuyên mục Tử Vi 5 trên kênh Lộc Phát Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, từ khi sinh ra đến khi mất đi, ai cũng mong mình sẽ có một cuộc sống giàu sang, sung sướng. Thế nhưng thật đáng tiếc là cuộc sống lại chẳng bao giờ đáp trả lại được mong cầu của ta. Nếu ta không dốc sức và cố gắng hết mình, trong xã hội này vẫn có những người phải sống nơi tối tăm, bẩn thỉu, chẳng có quyền được lên tiếng, bị người đời chà đạp, khinh thường, phải sống trong nhục nhã. Cũng có những người chỉ vì một chút tham lam, lợi ích mà không ngại hủy hoại cuộc đời của người khác, khiến cuộc sống của họ đã khó khăn, nay lại rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, các bậc thầy tử vi học qua quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao đã khẳng định rằng bước sang năm Quý Mão 2023, chỉ có duy nhất tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng được Ngọc Hoàng yêu ái mà ban cho cơ hội đổi đời, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, vươn tầm thượng lưu, giàu có nhất họ. Cuộc đời của họ sẽ được yên bình, ấm no hạnh phúc bên gia đình, con cháu mà không phải lo lắng, suy nghĩ điều gì. Hãy chắc chắn là xem hết lá số tử vi của mình để nắm chọn lấy vận may hiếm hoi trong những ngày tháng may mắn này. Tôi khẳng định quý vị sẽ bất ngờ bởi những điều bất ngờ sẽ đến với mình đấy. Và ngay sau đây, hãy cùng Lộc Phát Tử Vi theo dõi nội dung chi tiết. Tuổi Thìn trong 12 con giáp được tượng trưng bằng hình ảnh con rồng. Vì trong quan niệm của nhân dân ta, rồng là con vật thiêng, không tồn tại ngoài đời. Vì thế nên người tuổi Thìn cũng có xu hướng là người mơ mộng, do đó tạo cho người ta một cảm giác không thực. Khi mới bắt đầu làm việc, họ sẽ có những mục tiêu lý tưởng và làm việc chăm chỉ để đạt được. Nhưng khi gặp phải thất bại, sẽ quay lưng bỏ mặc tất cả. Tính cách phân cực này có thể nói là đặc trưng lớn nhất của những người sinh năm Thìn. Những người này không phù hợp với công việc cố định. Tốt nhất nên làm những nghề có thể tự do, vươn mình phát huy tài năng, nhất là những công việc đòi hỏi trí tưởng tượng như thiết kế nội thất, kiến trúc sư, văn hóa nghệ thuật, thiết kế quảng cáo, bất cứ nghề gì liên quan đến sáng tạo. Điều này cũng đúng đối với nữ tuổi Thìn. Họ thích tập trung vào công việc sáng tạo và bỏ qua những vấn đề lớn của hôn nhân. Tử vi 12 con giáp cho hay Giáp Thìn thường có khả năng ngoại giao tốt, là những người nóng nảy và nhiệt tình. Họ thường có nhiều tham vọng, thích coi mình là trung tâm và có yêu cầu cao trong đời sống cũng như trong công việc, rất muốn nhận được sự tôn trọng từ người khác. Theo âm lịch, năm 2023 có mệnh kim, cụ thể là kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Cuộc sống của người tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ tràn ngập những trải nghiệm mới mẻ trong năm 2023 sắp tới. Tử vi năm 2023, tuổi Giáp Thìn 1964 có bố cục thiên sinh địa khắc, nghĩa là thiên can Giáp Mộc tương sinh thiên can Quý Thủy, địa chi thì tương hại. Điều này ngụ ý về thu nhập chính của bạn vẫn được đảm bảo, nhưng chi tiêu hàng ngày sẽ nhiều hơn. Áp lực về kinh tế dồn lên đôi vai khiến suy nghĩ của người tuổi Giáp Thìn có phần lệch lạc. Người sinh năm 1964, nếu có thu nhập phụ hay lương hưu còn đỡ, người không có sẽ hay nghĩ lung tung rồi lựa chọn lung tung. Đây là thời gian bạn cần tuân thủ quy tắc xã hội, đừng để bản thân rơi vào bị động. Tiếp theo, trong quan hệ xã giao, bạn còn bị người khác quản lý khá ngặt nghèo. Áp lực sợ làm sai khiến người này luôn căng thẳng. Về sức khỏe, tuổi tác cũng đã cao, người tuổi Giáp Thìn e là có xung đột liên quan tới cơ thể, chân tay và dạ dày. 1. Thông tin cơ bản tuổi Giáp Thìn nữ mạng năm 2023.
năm sinh 1964, tuổi âm lịch 60, cầm tinh con rồng, vận niên hổ nhập nội, hổ về đồng, sao hạn sao La Hầu, hạn Diêm Vương, kim lâu phạm kim lâu tử, hại con, tam tai phạm tam tai, nằm giữa tam tai, hoàng ốc phạm hoàng ốc. 2. Chi tiết tử vi năm 2023, tuổi Giáp Thìn 1964, nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi năm 2023 Giáp Thìn nữ mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, giáp gặp quý bình hòa, cuộc sống cứ thế trôi qua. Bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sức khỏe hơn là quá bon chen, tranh đấu thương trường. Xét về địa chi, Thìn gặp Mão lâm hại thái tuế, đề phòng có tiểu nhân đặt điều tiếng gây tổn hại uy tín. Hành sự nên thận trọng, giao đúng người đúng việc, nếu không sẽ gặp họa khôn lường, làm ơn mắc oán. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương khắc cho thấy dấu hiệu giảm sút về sức khỏe. Để phòng ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đương số cần kiềm chế tốt về mặt cảm xúc. Tiểu kết, từ mối quan hệ can chi và ngũ hành có thể thấy vận trình của nữ mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Quý Mão bình hòa. Bạn có thể hài lòng với những gì mình đang có, không cần quá bon chen hay tranh đấu mà thiệt thân. Năm nay cũng cần đề phòng thị phi làm tổn hại danh tiếng. Sức khỏe có phần sa sút nên chú ý điều dưỡng và chăm sóc. Thứ hai, xem tử vi Giáp Thìn năm 2023 nữ mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng riêng tai ách giữa đàng phải mang. Tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. La Hầu là hung tinh, thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Sau này xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Nếu tiến hành việc quan trọng, nên tránh hai tháng này để đề phòng bất trắc. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thừa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động dày văn thư. Gặp hạn Diêm Vương cần thận trọng chuyện làm ăn, kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, tranh chấp giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, trong năm 2023 này, đương số nên chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo vướng khẩu thiệt thị phi. Thậm chí dính dáng tới kiện cáo pháp luật sẽ rất phiền hà. Tuổi tác tăng lên cũng khiến bạn dễ gặp những bất lợi về thể chất. Bạn cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến sức khỏe, chớ làm việc quá sức mà khiến cơ thể lao lực, hao tổn tiền bạc. Thứ ba, xem tử vi năm 2023, tuổi Giáp Thìn nữ mạng theo vận niên. Gặp vận niên hổ nhập nội trong năm 2023, công việc làm ăn của tuổi Giáp Thìn nữ mạng khó khăn, vất vả hơn trước. Bởi đây là hình tượng mang nghĩa hung, bất thuận. Hổ về đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn, tiền bạc vì thế cũng khó mà dư giả. Về tình cảm, bản mệnh có nhiều lo âu trong gia đình do con cái gây ra. Gia đạo bất hòa khiến tinh thần sa sút, sức khỏe vì thế cũng giảm đi đôi phần. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Giáp Thìn năm 2023 nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2023, tuổi Giáp Thìn phạm tam tai, tiến vào năm giữa hạn. Đây là thời điểm hạn nặng nhất, đương số nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn là cứ mải mê tranh đấu. Kim lâu năm 2023, tuổi Giáp Thìn phạm kim lâu tử, hại cho con. Nếu như đương số đứng tên tuổi cho việc đại sự trong nhà như cưới hỏi cho con cái, xây dựng nhà cửa. Hoàng ốc năm 2023, tuổi Giáp Thìn phạm hoàng ốc sẽ là điều phạm kỵ nếu tiến hành mua hoặc xây nhà trong năm. Tiểu kết, đương số bước vào năm giữa hạn tam tai nên khởi sự khó khăn, làm gì cũng một thân một mình, ít nhận được giúp đỡ.
tốt nhất nên dành thời gian nghỉ ngơi hơn là tranh đấu. Năm nay cũng không thích hợp mở rộng công việc làm ăn hay đứng ra lo liệu việc lớn cho con cháu như cưới hỏi, mua nhà. 3. Đánh giá tổng quan và chi tiết 4 phương diện cụ thể năm 2023, tuổi Giáp Thìn nữ mạng. Đánh giá tổng quan: tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2023 nữ mạng có ngũ hoàng hung tinh đi vào cung mệnh Càn. Ngũ hành bản mệnh là Phú Đăng Hỏa, lại tương sinh hung tinh, khiến sức mệnh xấu của nó càng thêm mạnh mẽ. Quý bạn có thể tham khảo nội dung sau ngũ hoàng để có thêm thông tin về ngôi sao này. Ngũ hoàng đại sát sẽ khiến người tuổi Giáp Thìn hay mắc phải bệnh tật hoặc tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống thì xuất hiện tranh chấp, kiện tụng, mọi thứ khó khăn. Còn đối với tổng thể của vũ trụ thì ngũ hoàng đại sát chiếu về phương nào thì nơi đó sẽ xảy ra các thiên tai như hạn hán, động đất, cháy rừng, mất mùa. Xét trên tổng điểm 18, Giáp Thìn nữ mạng đạt 2 trên 18 phần hợp với năm Quý Mão 2023. Mức độ tương hợp giữa đương số và lưu niên rất thấp. Một năm vận khí kém sắc nên an phận thủ thường, hạn chế tranh đấu để tấm thân được an nhàn, khỏe mạnh. Kết luận, năm 2023 có thể là một năm nhiều mối bận tâm, lo nghĩ với nữ mạng Giáp Thìn. Bạn nên hài lòng với những gì mà mình đang có, tận hưởng niềm vui khi ở bên gia đình thay vì bon chen tranh đấu. Mọi việc biết đủ sẽ đỡ mệt thân, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, sức khỏe suy giảm. Cụ thể, 4 phương diện như sau. Về công việc, ở tuổi 60, đa phần bản mệnh đã được nghỉ hưu, có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn mà không cần phải quá bon chen danh lợi. Với những người vẫn đang tại chức, mọi việc nên chú trọng tính ổn định thì không có gì phải lo lắng. Bản mệnh cũng nên chú ý xây dựng, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, tránh thị phi, rước rắc rối vào người. Bản mạng đã ở vào độ tuổi nghỉ ngơi nên cũng không có điều gì thay đổi quá mạnh mẽ. Cơ hội phát triển công việc mới khá nhiều, nhưng bạn vẫn nên an phận, tận hưởng niềm vui hiện tại thì hơn. Về tiền bạc, tiền tài ở mức đủ ăn đủ tiêu, người vẫn đi làm có nguồn thu nhập ổn định nên đảm bảo cuộc sống no ấm. Người đã về hưu cũng có khoản tích góp hàng tháng. Chỉ cần bạn chú ý quản lý chi tiêu, tiết kiệm hợp lý thì cuộc sống khá dư giả. Năm vướng tam tai nên chú ý làm ăn, chớ nhẹ dạ cả tin kẻo bị lừa gạt, lợi dụng. Về tình duyên, mối quan hệ gia đình của nữ mạng Giáp Thìn không gặp vấn đề nào quá lớn. Đôi khi các thành viên có những quan điểm trái ngược cũng là việc thường tình. Bản mệnh nên chủ động đứng ra hòa giải và điều hòa mối quan hệ. Khi gặp phải phiền não, bạn nên trao đổi, tâm sự với bạn đời, con cái nhiều hơn cho vơi nhẹ lòng. Về sức khỏe, nữ mạng tuổi này nên chú ý quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe trong năm 2023, nhất là vấn đề khí huyết ở tuổi mãn kinh. Tuổi tác tăng nên sức đề kháng có dấu hiệu giảm sút. Bản mệnh có thể đau ốm triền miên, bệnh vặt không điều trị dứt điểm sẽ thành bệnh nặng. 4. Cách hóa giải vận hạn năm 2023 cho nữ mệnh tuổi Giáp Thìn nữ mạng. Việc hóa giải sau hạn không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ có thể làm giảm phần nào tai ương, đen đủi, chuyển từ nặng sang nhẹ mà thôi. Thứ nhất, cách hóa giải sau La Hầu năm 2023. Cách cúng lễ: La Hầu tránh thất kiến hung tai, mùng 8 ngày cúng cờ nay màu vàng, đèn thời chín ngọn rõ ràng, lại về hướng Bắc, Ngọc Hoàng chứng cho. La Hầu là hung tinh rất mạnh, tuổi Giáp Thìn nam mạng, đầu năm nên cúng dâng sao giải hạn, cầu an, hoặc cúng giải sao vào ngày mùng 8 âm lịch, lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 9 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi Thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên đình bảo thủ cung đại thánh, thần thủ La Hầu tinh quân vị tiền.
Bài văn khấn giải hạn sau La Hầu năm 2023 đầy đủ: Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương, Nam Mô Hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế, con kính lạy Đức Trung Thiên Tinh Chúa Bắc Cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế, con kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân, con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu Cửu Hàm Giải Ách Tinh Quân, con kính lạy Đức Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Đức Tinh Quân, con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân. Tín chủ con là: hôm nay là ngày, tháng, năm. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại địa chỉ để làm lễ giải hạn sau La Hầu chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc, phù hộ độ trì, giải trừ vận hạn, ban phúc lộc thọ, cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2023. Đồ phong thủy: sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm 2023. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác. Cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng, làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Thứ hai, cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2023. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy, cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. 5. Vận trình 12 tháng trong năm 2023, tuổi Giáp Thìn nữ mệnh 1964. Tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch có thiên can Giáp Mộc tương sinh Quý Thủy, địa chi Thái Tuế và Nguyệt Lệnh đồng vượng Mộc, còn bản mạng có quan hệ tam hội với Nguyệt Lệnh. Đây là bố cục không cần quan tâm, bản mạng có căn khí mạnh hay yếu đều cát lợi. Bởi ấn là quý nhân sẽ nâng đỡ và đề bạt cho sự nghiệp và công việc của người tuổi Giáp Thìn thăng tiến. Do ảnh hưởng bởi không khí Tết nên hầu hết người tuổi này tháng 1 rất sôi nổi, mạnh mẽ. Bạn luôn dễ dàng có được sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày, nên cuộc sống của bạn tương đối suôn sẻ. Tháng 2 âm lịch. Tử vi tháng 2 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2023 chủ về bố cục kiếp tài tọa chính ấn, mão mộc đồng vượng Thái Tuế, bản mạng tương hại nên có thể xem là khá may mắn. Bởi khi kiếp tài tọa chính ấn thì bản mạng yếu nhược lại nhận cát lợi, bản mạng mạnh lại thành xấu. Tháng này bạn tỏ ra rất xấu tính và thờ ơ, đối xử với người yêu
hay con cái đều không tốt, khiến không khí cả gia đình căng thẳng, xấu hổ. Việc phát triển tình cảm của bản thân cũng rất khó khăn. Tháng 3 âm lịch, tử vi tuổi Thìn 1964, năm 2023, có Bính Hỏa là thực thần, khắc chính ấn của Quý Thủy, Mộc khí vượng, còn căn mạng tương hình với Nguyệt lệnh. Đây lại là một bố cục tháng tương đối may mắn với bạn, bởi thực thần tọa chính ấn thì dù nam hay nữ đều mang tới điểm may mắn. Khi bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi này được nâng lên rất nhiều. Nhờ có ngôi sao may mắn Thiên Đức, bạn có những bước phát triển vượt bậc trong chuyện tiền bạc. Đặc biệt, một số bạn đã tham gia kinh doanh, chứng khoán và quản lý tài sản sẽ được hưởng lợi rất nhiều trong tháng này. Tháng 4 âm lịch, tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn 1964, năm 2023, chủ về Đinh Hỏa là thương quan, tương sinh chính ấn là Quý Thủy. Địa chi tương sinh vẫn là một tháng vô cùng may mắn dành cho bản mạng. Thương quan gặp chính ấn thì luôn có thể luận định theo hướng cát lợi. Hung tinh thiên môn sẽ phát huy sức mạnh lớn nhất của mình trong tháng này để giáng một đòn mạnh vào sức khỏe và tính mạng của nữ Giáp Thìn. Thể chất của hầu hết người tuổi này có thể sẽ kém hơn trong tháng 4. Cẩn thận đổ máu hoặc va đập, chấn thương. Tử vi khuyên bạn hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân trong tháng 4 và cẩn thận nhất có thể trong mọi việc, kẻo bị sao xấu lợi dụng sẽ hao tài tốn của. Tháng 5 âm lịch, tử vi tuổi Giáp Thìn 1964, năm 2023, có Mậu Thổ là thiên tài, tọa thiên can thái tuế Quý Thủy là chính ấn, Nguyệt lệnh và thái tuế tương xung. Bản mạng và Nguyệt lệnh tương sinh nên rất tốt, lại là một tháng có điểm tốt lành, được ban phước đại cát của người tuổi Giáp Thìn. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh cách giác, người tuổi Thìn có vận trình tình cảm cực xấu trong tháng 5. Bạn dễ xảy ra xung đột hoặc hiểu lầm với mọi người xung quanh. Công danh sa sút rất nhiều, Thìn nên điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình một cách hợp lý trong tháng 5. Cố gắng kết bạn với mọi người xung quanh càng nhiều càng tốt. Đừng quá thu mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai gần. Tháng 6 âm lịch, tử vi tháng 6 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn 1964, năm 2023, có Kỷ Thổ gặp Quý Thủy, tạo nên bố cục chính tài, tọa chính ấn, Nguyệt lệnh tam hợp với thái tuế, thổ mộc đồng vượng. Đây là bố cục mà không luận căn mệnh mạnh hay yếu, không luận nam nữ đều bất lợi. Thiên Đức cát tinh giúp bạn đạt được nhiều thành tích tốt trong tháng này. Bạn nhận được nhiều cơ hội phát triển bản thân từ công ty. Hãy chấp lấy thời cơ ngàn vàng này để có những bước tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của bạn. Tháng 7 âm lịch, đường tài lộc trong tháng này rất vượng, sự nghiệp được thăng tiến và có quý nhân trợ giúp. Thu nhập ngày càng được cải thiện, có cơ hội được công ty khen ngợi, khen thưởng, thăng chức, tăng lương. Chỉ cần bạn chịu khó kể cuốc thì thu nhập rất ổn định. Cuối năm tha hồ tiền tiết kiệm. Vận mệnh người này dù mưu cầu công việc, sự nghiệp vất vả, khó khăn, nhưng tự chung vẫn đạt được điều mình mong muốn. Tuy vậy, người có gia đình xuất hiện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, không thể hòa hợp. Tháng 8 âm lịch, tử vi tháng 8 âm lịch tuổi Giáp Thìn 1964, năm 2023, có thiên can Nguyệt lệnh Tân Kim là chính quan, tương sinh thiên can thái tuế Quý Thủy là chính ấn. Điều này ngụ ý vận trình bạn được chuyển sang bước may mắn. Chính quan tọa chính ấn là tương sinh thuận nên ngụ ý điểm tốt. Tính đến tháng này, bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu nữa. Về cơ bản, bạn có thể duy trì được trạng thái tương đối ổn định và suôn sẻ trong cuộc sống. Hơn nữa, tài lộc đa phần là có bước tiến như ý. Cuộc sống không cần phải lo lắng, muộn phiền quá nhiều. Tháng 9 âm lịch, tử vi tuổi Giáp Thìn 1964, năm 2023, có Nhâm Thủy gặp Quý Thủy đồng vượng, Nguyệt lệnh tương sinh bản mạng,
địa chi thái tuế hòa hợp nguyệt lệnh. Đây là bố cục chính ấn tọa thiên ấn, vốn sẽ không gây ra tương khắc trực tiếp, nên được coi là thuận lợi. Người này được ban cho nhiều điều may mắn, biết cư xử tử tế, kính trên nhường dưới, nên hay được người ngoài giúp đỡ. Nữ mạng thì sẽ thuận lợi hơn một chút. Vận may về sức khỏe của bạn trong tháng này giảm mạnh. Bị sao hung tinh chiếu mệnh trong tháng 9 này, các vấn đề về sức khỏe, thể chất sẽ xảy ra thường xuyên. Khuyên người tuổi Thìn tháng này nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bản thân quá mệt mỏi và cũng nên chú ý vận động hợp lý. Tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch của bản mạng Giáp Thìn, sinh năm 1964, có bố cục, nguyệt lệnh và thái tuế đồng cung quý thủy. Bản mạng rơi vào quan hệ tam hợp giữa nguyệt lệnh hợi và thái tuế mão. Ngũ hành cung mạng bị chèn ép, e là không tốt. Nhưng chính ấn vượng thủy cũng gọi là hơi may mắn đối với bạn trong tháng. Bản tính trầm mặc, ít nói, gây thiện cảm xấu với mọi người xung quanh. Quan hệ xã giao không tốt cũng ảnh hưởng trực tiếp tới vận trình của bạn. Dù là người nhân hậu, tốt bụng, nhưng lại hay tính toán, khiến người khác khó mà hòa hợp. Tài lộc của bạn sẽ khá rủng rỉnh trong tháng này. Tâm trạng của bạn trở nên rất tích cực. Nói một cách tương đối thì tính cách của bạn khá dễ chịu. Với các thành viên trong gia đình, bạn sẽ trở nên kiên nhẫn hơn. Ngôi nhà đầy ắp sự bình yên và ngọt ngào. Tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2023 có Giáp Mộc là Tỷ Kiên, tương sinh thiên can quý thủy là chính ấn. Bản mạng còn rơi vào cục diện tam hợp với nguyệt lệnh. Tuy vậy, lại xuất hiện bố cục nguyệt lệnh phạm vào tương hình với thái tuế. Nhìn chung, đây là bố cục tốt cho đường tiền bạc, lợi nhuận gia tăng. Bản thân ở thế yếu nên cá tính và lòng tự tôn hơi mạnh, đôi lúc khó lắng nghe lời khuyên răn. Tháng này, người tuổi Giáp Thìn cũng cần lưu ý việc tiêu tiền của mình. Có điểm do tiếp khách quá nhiều mà hao tiền tốn bạc, bị ảnh hưởng bởi hung tinh cách giác. Người tuổi Rồng tháng này có những mối quan hệ xã hội bị giảm sút. Nhiều người bị bạn bè xa lánh hoặc cô lập vì những lời vu khống ác ý. Vì vậy, bạn nên chú ý đến tiểu nhân trong tháng này, cố gắng giữ thái độ khiêm tốn trong công việc, nhưng đồng thời phải duy trì sự cảnh giác và đề phòng. Tháng 12 âm lịch. Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2023, tháng 12 âm lịch cuối năm, Ất Mộc tương sinh quý thủy, tạo nên bố cục kiếp tài tọa chính ấn. Nguyệt lệnh và thái tuế ám hợp, bản mạng đồng cung thổ vượng với nguyệt lệnh nên có nhiều điểm cạnh tranh. Bản mạng lại ở vào thế mạnh nên e là sự nghiệp cuối năm nhiều trắc trở, tiền bạc tiêu hao nhiều vì anh em bạn bè gây họa mà liên lụy tới mình, bị ảnh hưởng bởi những ngày cuối năm. Dù là công việc cơ quan hay gia đình thì cũng tương đối bận rộn. Bạn cần giải quyết nhiều vấn đề khiến bản thân rất mệt mỏi và lo lắng, thậm chí có một chút lộn xộn. Thìn cần chú ý lập kế hoạch cuộc sống thật tốt, phân bổ công việc gia đình và sự nghiệp hợp lý, nắm bắt sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Đồng thời, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá sức để tài lộc được ổn định và bình thường trở lại. Khai vận may mắn năm 2023 cho quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn nữ mạng. Bí quyết cầu may của người tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2023 chính là sử dụng nhiều ngũ hành kim trong cung mệnh để tiêu hao đi năng lượng của ngũ hành. Bởi ngũ hoàng hung tinh bay tới hướng trong quẻ mệnh của bạn sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của bản mạng, khiến nó phát huy mạnh mẽ năng lượng của mình. Sau đây là một số gợi ý về cách đặt mèo thần tài ở cửa hàng, cửa hiệu giúp gia chủ phát tài phát lộc. Mèo thần tài tuy có nguồn gốc từ Nhật Bản nhưng được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trong khu vực. Ví dụ ở Trung Quốc, người ta có câu nói mèo rửa mặt qua tai là khách tới, ý chỉ những chú mèo đem lại vận may tài lộc cho người buôn bán.
những chú mèo trở thành biểu tượng của hạnh phúc và hy vọng, khiến trào lưu sử dụng vật phẩm phong thủy này trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được ý nghĩa, văn hóa độc đáo phía sau màu sắc và tư thế để tay của những chú mèo thần tài. Chú mèo giơ tay trái lên vẫy là mèo đực, có nghĩa là chiêu tài, cầu chúc sự nghiệp hanh thông, kinh doanh phát đạt. Biểu tượng của chiêu tài nạp khí, thích hợp bày ở cửa hàng, cửa hiệu hay văn phòng làm việc. Con mèo thần tài vẫy chào bằng tay phải là mèo cái, mang nghĩa nạp phúc. Bày chú mèo này ở nhà thì có thể giúp cho gia đạo an hòa, hạnh phúc an khang. Cũng mang ý chiêu mời khách đến nhà, nên cũng có thể bày ở cửa hàng, cửa hiệu. Trước ngực chú mèo thần tài này còn đeo lục lạc vàng, chuông vàng, cũng mang ý nghĩa khai vận, chiêu tài, chiêu phúc. Nếu cả hai tay của mèo thần tài đều giơ lên thì đó có nghĩa là cầu chúc may mắn, chiêu phúc, nạp tài. Cái chuông hay thỏi vàng chú mèo ôm trước ngực có nghĩa khai vận, chiêu tài, chiêu phúc, mời gọi nhân duyên. Mèo thần tài có rất nhiều màu sắc. Bạn có thể chọn chú mèo mình cần theo ý nghĩa tương đương với màu sắc của nó. Màu sắc của mèo thần tài mang ý nghĩa phong thủy. Mỗi một màu lại mang những ngụ ý khác nhau. Mèo chiêu tài là màu trắng, mang lại may mắn cho gia chủ. Còn những chú mèo chiêu tài màu hồng tượng trưng cho thần tình yêu, mang lại đào hoa và tình duyên vượng phát. Mèo chiêu tài màu vàng kim, không cần nói, mọi người cũng đều biết là chú mèo chuyên mời gọi tài lộc đến. Riêng những chú mèo màu đỏ thì mang ý nghĩa cầu phúc, cầu cho sức khỏe an khang. Mèo chiêu tài màu xanh da trời, ngụ ý sự nghiệp hanh thông, thăng tiến không ngừng. Một màu sắc hơi khác lạ của mèo chiêu tài, đó là màu đen, thì dùng để cầu chúc bình an. Nhiều cửa hàng cửa hiệu rất thích đặt một chú mèo thần tài trong cửa hàng của mình để mời gọi khách hàng, thu hút tài lộc, song lại chưa biết nên chọn vị trí như thế nào để đặt chú mèo cho thích hợp. Thông thường, ở cửa hàng cửa hiệu, người ta sẽ bày chú mèo thần tài đang giơ tay trái vẫy gọi. Mặt chú mèo hướng về phía cửa, nơi nhiều khách ra vào. Nhờ thế giúp cho chuyện kinh doanh ngày càng thêm phát đạt. Khách đến nhiều cũng đồng nghĩa với nhiều tài lộc. Bạn cũng có thể chọn chú mèo thần tài đang giơ cả hai tay lên vẫy, hoặc hai tay ôm cục vàng, khối vàng, mặt tươi cười rạng rỡ, có ý nghĩa cầu phúc, cầu tài. Quý vị thân mến, Phật dạy làm người quan trọng nhất là có tâm. Tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh, người đã đi tới đường cùng. Không nên dồn ép. Người đã thấy được cái sai, không nên vạch mặt. Người đã nhận ra lỗi lầm, không nên hạch sách. Cho người khác một con đường, một cơ hội là cách làm thiện lương nhất trên đời. Đời người, rồi ai cũng có cái khó của riêng mình. Không cầu thoát khỏi bể khổ, chỉ mong giữa người với người có được sự cảm thông cần thiết. Lời nói hay chưa chắc đã đẹp, lời nói thẳng chưa chắc đã tốt. Làm người quyết liệt tới cùng chưa hẳn là đúng đạo. Đạo xuất phát từ tâm, tâm phải hướng tới con người. Lời Phật dạy về chữ tâm, có tâm ắt hưởng phúc lành. Vì thế, đạo tốt nhất, đẹp nhất cần lấy con người làm trung tâm. Tốt cho người thì làm, không tốt cho người thì tránh. Cho nhau cơ hội thứ hai, cuộc đời không chỉ thiện hơn mà còn tình hơn, lương thiện và nhân văn, cảm thông và trí tình. Trên đây là toàn bộ vận trình năm 2023 cho nữ mệnh tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, ở đầy đủ các phương diện. Hy vọng rằng sẽ hữu ích với bạn và người thân. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.